Vâng, em xin có một lời chúc đến hai em. Thì chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc. Có lẽ là cùng những cái dịp hiếm hoi mà thầy được về đấy, thì cũng hy vọng là ở xa nhà, huyện nhà có thật nhiều chương trình để thầy được về giao lưu cùng với bà con cô bác. Tình cảm thân thương quê hương vẫn là số 1. Cho bà con có thể dành cho thầy một tràng pháo tay nữa được không ạ? Vâng, thầy xin chúc cho toàn thể hội trường có một bữa tiệc thật vui, thật ngon miệng ạ.